À, dạ con chào thưa ông ạ. Dạ con là Lan Anh, con xin hỏi ông một vấn đề con đang thắc mắc. Dạ thưa ông là tánh biết và linh hồn nó có giống nhau không thưa ông? Cái chữ tánh biết với chữ linh hồn thì không giống nhau. Còn có giống nhau hay không á là cái thực. Nếu một cái người mà họ họ thấy ra được tánh biết á, mà người kia nói linh hồn, mà người kia nói linh hồn mà người này thấy rằng là người đó đang nói về tánh biết, thì người đó sẽ chấp nhận có linh hồn. Tức là thí dụ như là cái câu chuyện mà thầy nói là cái hiệu ứng cụ sắn của mì đó. Hai người bạn đi học mới là buổi sáng mới nói thôi sáng này mình đi ra ngoài kiếm cái gì ăn. Cái anh nói bạn bạn ăn cái gì, nói tôi sẽ ăn củ mì. Anh kia nói thôi tôi không ăn củ mì, tôi ăn củ sắn thôi. Nhưng mà khi ra ra mua thì lại ra mua cùng một thứ. Cái người mua người nói củ mì thì cũng mua cái đó, mà người nói củ sắn cũng mua cái đó. Thì thật ra là cái quan trọng á, cái quan trọng là cái thực là cái gì, còn cái tên gọi không quan trọng. Đôi lúc mình cứ mình nói là tánh biết, bên kia người nói là linh hồn, cái tự nhiên mình bác. Thật ra chuyện đó không quan trọng, bởi vì cái đó chỉ là cái tên gọi thôi đó. Cho nên đâu có gì quan trọng, mà quan trọng là người đó thấy cái gì. Ví dụ như người nói tánh biết nhưng mà không biết gì hết, không biết tánh biết là cái gì hết, chỉ nói cái ngôn ngữ vậy không thôi ấy, thì cũng như không. Người kia nói linh hồn nhưng mà không biết cái linh hồn là cái gì thì cũng như không. Do đó đó, ngôn ngữ không quan trọng mà quan trọng là cái thực. Cái thực á thì mình từ chứng nghiệm, từ từ trải nghiệm chứng nghiệm, chứ không phải là qua ngôn ngữ. Qua ngôn ngữ thì mình thấy á, cũng là một kinh thánh mà rất nhiều cái giáo hội Thiên Chúa, cũng là một kinh Phật mà không biết bao nhiêu tông phái Phật giáo. Đó là vì sao? Là cũng vì do ngôn ngữ mà ra. Còn nếu thấy sự thật á, thì hồi nãy thầy nói đó, một người ở bên Đức, một người ở bên Nam Mỹ, một người ở bên Mông Cổ mà nói vẫn giống nhau hết, nói là hiểu nhau liền. Đó. Có thể ngôn ngữ khác nhau một chút nhưng mà nói là khi mô tả sự thật đó thì đúng rồi đó. Là người ta nhận ra là đúng đó, đúng cái đó. Thế vậy, bây giờ A Di cái Đà quan Phật. trọng là khi không phải là cái ngôn ngữ đó, mà khi người đó nói linh hồn đó, là nói cái gì, là chỉ cái gì, và khi mình nói tánh biết là chỉ cái gì. Còn mình thì cứ cứ nghe một cái từ gì mới mới cái là mình bác. Đó là sai lầm. Cho nên đó, cái chân chân lý đó chính là cái sự thật, mà cái chữ mà chứng ngộ hay là chứng nghiệm đó chính là mình thực thấy ra được cái thực đó là đó. Dạ, bạch sư ông, con là Thanh Lâm, pháp danh Dũng Sơn. Thì con có một cái vướng mắc như thế này ạ. Thì cái phương pháp thực hành của con là con quán cái sự vận động của thân. Và thứ hai là quán những cái cảm thọ, cụ thể hơn là quán những cái cảm xúc thông qua những cái biểu hiện của nó trên cái thân của mình. Ví dụ như là khi buồn, khi lo lắng thì nó sẽ thể hiện sự khó chịu ở chỗ nào, vui thì nó thể hiện trên thân ra làm sao. Thì trong khoảng một tháng gần đây thì nó có xảy ra một hiện tượng con không chưa bao giờ gặp, con không biết lý giải làm sao, cho nên rất mong nhờ sư ông giúp con. Đó là con rơi vào cái kiểu giống như là mình bị trơ cảm xúc. Tức là ví dụ như là cái việc đó thì nếu bình thường á thì nó sẽ làm cho mình khó chịu và nó thể hiện ở chỗ đây.
hoặc là việc đó ai khen nó mình sẽ cảm thấy rất là vui và nó sẽ cảm thấy thích ở chỗ này. Nhưng mà bây giờ như là kiểu nó trơ trơ, nó không còn quán được về những cái cảm xúc đó trên cái thân của mình nữa, thì con không biết là trong quá trình thực hành nó có cái trải qua cái chuyện đó hay không, hay là con đang có bị một cái bệnh gì về thân để con biết con đi khám. Con xin hết, con cảm ơn. Khi mà mình tạm dùng cái từ là trơ trơ, không thấy có cảm xúc, không thấy có gì hết á, thì cái đó là nó rơi vào tâm xã, rơi vào tình trạng là tâm xã. Nhưng mà cái tâm xã này á, cái tâm xã nó có hai loại xã, một cái loại xã của trí tuệ gọi là tuệ xã, tức là thấy hết nhưng mà tâm vẫn hoàn toàn là thanh thản, thanh tịnh trong sáng. Thì đó là cái xã đó, là cái xã đó là xã của trí tuệ. Còn một cái xã đó của xã của định, xã của định, tức là có một cái lúc nào đó mà cái tâm mình nó trù lại, do trong quá trình thực hành đó mình tập trung nhiều quá. Lẽ ra đó là trong cái thiền vipassana đó là hoàn toàn tự nhiên, đối tượng hoàn toàn tự nhiên đến đi và thấy biết hoàn toàn tự nhiên ứng thì mới đúng. Nếu mình cố gắng để thấy hay là mình tìm đối tượng để thấy thì là đã sai rồi, sai ngay từ đầu rồi. À, cái đấy là cái lưu ý như vậy. Nhưng mà đa phần á là mình thường hay tìm đối tượng để mà tập trung vào đối tượng đó, cho nên nó sẽ sinh ra một cái tình trạng là xả, mà xả của cái bị tâm bị trù lại đó. Nó là giống như mà nếu mà nó vào đình đấy nữa đó, thì cũng vẫn gọi là trầm không trệ tịch, trầm không trệ tịch. Cho nên á, Đức Phật Cài mới nói nè, trong năm yếu tố giác ngộ đó là tín, tấn, niệm, định, tuệ. Nếu mà tín nhiều quá đó thì sinh tham đó, tín nhiều quá là sinh tham, và ngược lại của tín đó thì trí nhiều quá đó thì sinh ra hoài nghi đó. Và tinh tấn nhiều quá đó thì sinh ra trào cử, tức là cứ nghĩ là không biết cái này thiện hay là cái này không thiện, không biết cái này không biết đúng hay là cái này sai. cứ ngồi tính toán hoài vậy đó, thành ra cái tâm nó trào cử, tức là cái tâm nó lao sao lăng xăng vậy đó, tính toán hoài á. Còn định nhiều quá đó thì trì trệ đó. Còn niệm á là rất khó, cái niệm là rất khó, bởi vì niệm là tròn vẹn với thực tại, nó chỉ cần mà tròn vẹn mức quá mức á thì nó lại rơi vào định, mà tròn vẹn chưa đủ á thì nó rơi vào tinh tấn. Cho nên ấy, năm cái này đó là mình không tính toán được, mà thường thường khi mình hành á, cái sai của mình á là hành một cách chủ quan, theo cái ý chí, theo lý trí của mình mà hành, chứ không phải là mình buông ra để cho cái tánh biết tự chiếu. À, buông ra cho tánh biết tự chiếu thì lúc đó đó đối tượng tự đến, tánh biết tự chiếu thì hoàn toàn là vô vi vô ngã, thì lúc đó mới thật sự là đúng vipassana đó. Đa phần người ta nói là hành vipassana, trên thực tế là đều rơi vào thiền định cả, và chính thầy là cái người đã từng hành theo cái cách đó và cũng rơi vào thiền định. Và khi thầy vô rơi vào thiền định thì không biết là may mắn sao đó, chắc là pháp nhắc nhở sao đó, thì thầy liền thấy là thiền định nó là không đúng rồi. Cũng giống như hồi xưa Đức Phật ngài đi hành thiền định đến cái độ cao nhất của thiền định đó, thì ngài từ bỏ, bởi vì ngài thấy nó không đúng. À,
cái định của cái chánh định là khác. Cái định của chánh định đó là định trên đối tượng động, chứ không phải là trụ trên một đối tượng nhất định. Còn cái định mà tứ thiên bát định mà của ngoại đạo á, là nó trụ trên một đối tượng nhất định. Nhưng mà như vậy là nó sẽ rơi vào trầm không trệ tịch. Còn bên này cái định mà của Vipassana đó thì giới định tuệ là đi chung. Tinh tấn đó là chính là cái biểu hiện cho giới. Chánh niệm mới là biểu hiện cho định, và tỉnh giác là biểu hiện cho tuệ. Cho nên đó, ba cái điều này đó chính là giới định tuệ. Nhưng mà cái giới định tuệ này nó tự ứng, chứ không phải là mình cố mà tạo ra giới, tạo ra định, tạo ra tuệ là sai. Bởi vì sao vậy? Bởi vì trong cái bản chất của mỗi người đó là nó có sẵn giới định tuệ. Mà tại vì mình không thấy được, mình không sử dụng được cái giới định tuệ đó, không thấy được, không sử dụng được, cho nên mình mới đi tìm kiếm bên ngoài. Mà vì tìm kiếm bên ngoài đó cho nên đó, nó có giới định, có định giới định tuệ đi nữa thì cũng chỉ là cái giới định tuệ hình tướng bên ngoài mà thôi, chứ không phải là cái giới định tuệ tự tánh, tự ứng, tự chiếu đó. Cho nên đó, khi mà mình thực hành không đúng đó, là nó sẽ dễ bị rơi vào một cái tình trạng đình trệ nào đó. Đó. Và có người á thì khi rơi vào một cái tình trạng nào đó mà nó an lạc gì đó thì họ thích quá đó, và họ lại bị kẹt vào đó. Cho nên khi mà mình nghiên cứu cho kỹ về 10 cái trở ngại cho thiền tuệ đó, thì mình thấy là hầu hết đều xuất phát từ thiền định. Và định nói cái định không phải đúng chánh định á, mà cái định đó là cái định tứ thiền bát định. Rất ít người phân biệt được điều này, bởi vì trong chú giải, trong thậm chí trong kinh, mà rõ ràng là trong kinh vẫn nói rằng là Đức Phật ngài đã hành tứ thiền bát định và ngài đã bỏ đi rồi. Ngài thấy đó không phải là được giác ngộ giải thoát. Rồi ngài tu khổ hành, ngài thấy khổ hành cũng không phải giác ngộ giải thoát. Mà bây giờ lại đưa thiền định vào. Không biết đó là ý đồ phá Phật giáo hay là đó là một cái vô tình không thấy được chánh định với là tứ thiền bát định khác nhau thế nào. Đó. Mà cái mà nếu mà hành đúng tinh tấn chánh niệm tỉnh giác á, thì thật ra tinh tấn chánh niệm tỉnh giác á, có một lần thầy giảng như là cái khóa 8 hay cái gì đó, ông vậy không biết, là thầy giảng ở tại chùa Pháp Luân á, thì thầy có nói rằng là trên đời nào không có cái gì mà dễ hơn hành thiền hết trơn. Vì làm cái gì cũng phải làm. Đó. Bất kỳ làm cái gì cũng phải làm. Một cái chuyện đơn giản nhất cũng phải làm. Thì cũng mệt. Cũng đều mệt hết trơn. Còn thiền là không làm gì cả. Buông hết mọi cái mà ý đồ muốn làm thì tâm từ nó sẽ sáng và thấy ra. À, nó là cái điều kỳ lạ. Thế ai cũng cứ thiền là cứ cố mà làm, thành ấy, bị cái ý chí của bạn ngã nó che lấp hết. Mà cái ý chí của bạn ngã luôn là để tìm cầu một cái đối tượng nào đó, hay là một cái mục đích nào đó, một cái sở đắc nào đó để mà nắm giữ. Còn bên này là chỉ thấy thôi, thấy để mà rõ biết, không mê mờ. Còn tất cả các pháp nó đã hoàn hảo rồi, mình không cần phải làm cho nó cái gì hoàn hảo hết. Tất cả nó đã sẵn có hoàn hảo rồi. Bây giờ mình chỉ có nhìn thấy để mà buông những cái che lấp trói buộc đi. Mà che lấp trói buộc đó là do ảo tưởng của bạn ngã tạo ra. Ngay cả cái mình cố hành thiền để đạt được cái này, để đạt được cái kia đó, cũng đều là do cái ảo tưởng của bạn ngã tạo ra hết. Thực ra khi mình buông ra, không còn một cái ý đồ gì cả, thì là mình lại thấy cái các pháp đang vận hành một cách hoàn hảo.
Ngay cả ngài Vakkali là đang bệnh, thì cái sai của ngài Vakkali là ở chỗ đang bệnh, cho nên nói trời ơi làm sao mà cho nó mau lành bệnh để mà tu hành, cho bây giờ mình bệnh thế này thì làm sao mà tu hành mà giải thoát đấy. Ngài cứ nghĩ vậy. Tiếc quá, làm phải gì mà mình mạnh khỏe thì hay biết mấy. Đại khái vậy. Thì Đức Phật á, Ngài đến nguyện đặt câu hỏi, nói cái bệnh đó, cái đau đó, đó, cái thân này này, là ta của ta, tự ngã của ta hay không? Thì mà ngài hỏi, mà khi ngài hỏi là ngài đang chỉ vào cái thực này, vì ông đang bệnh, đang đau, thì ngài chỉ vào cái bệnh, cái đau đó để hỏi, quan sát cho kỹ xem thử là cái đau đó là ta của ta, tự ngã của ta không? Đó, cái thân mà đang đau đó là ta của ta, tự ngã của ta không? Những cái cảm giác đó có ta của ta, tự ngã của ta không? Rồi tâm của ngươi lúc đó phát sinh ra cái gì, ngươi có thấy được? Và cái tâm đó có phải là ta của ta, tự ngã của ta không? Khi Đức Phật ngài hỏi xong câu hỏi đó đó, thì vì đó chứng quả A-la-hán. Cái chữ chứng quả là gì? Cái chữ quả tức là cái đã có sẵn. Chứng quả là thấy ra được cái có sẵn là hoàn hảo, kể cả lúc đó đang bệnh. Thấy sự hoàn hảo của pháp, chứ không phải là hết bệnh rồi mới hoàn hảo. Cho nên trong dịch lý đó, người ta có cái nói là thời bị tắc bị, thời hành tắc hành. Nếu bị mà tròn vẹn thấy bị thì là giác ngộ, hành mà tròn vẹn thấy hành là giác ngộ, chứ không phải là bị phải đi qua hành rồi mới giác ngộ, không phải âm phải đi tới dương rồi mới giác ngộ, mà là ở bất kỳ chỗ nào tròn vẹn với chính nó là giác ngộ, tròn vẹn rõ biết nó là giác ngộ. Cho nên mỗi người mỗi khác, mà đều người nào giác ngộ cả, chứ không phải là tất cả mọi người đó đều phải trở thành một người cái đã rồi mới giác ngộ. Cho nên khi những người giác ngộ đâu có ai giống Phật. Người thì đa văn, người thì nặng mạnh về trí tuệ, người thì mạnh về thiền định, người thì mạnh về thần thông, người thì mạnh về pháp học, đủ thứ hết trơn á, thì nó là chỉ khác nhau trên hiện tượng thôi. Cái đó không phải là cái cốt lõi của sự giác ngộ. Nhưng mà mỗi người là mỗi khác. Bây giờ đó, giác ngộ không phải là tất cả cây cọ đều trở thành cây thông. Là giác ngộ không phải vậy. Mà cây cọ đó nó giác ngộ chính nó. Cái ổi nó giác ngộ chính nó, cái xoài nó giác ngộ chính nó, cái cam nó giác ngộ chính nó. Chứ không phải là cây thông nó đứng lên nó nói rằng là coi tôi này, bây giờ muốn mọi người muốn giác ngộ là làm giống y như tôi hết. Không phải như vậy. Cho nên khi mình đưa ra một cái phương pháp, một pháp môn, một cái gì đó để cho người ta làm theo đó, thì cũng chẳng khác nào là mình biểu người ta, mình là cây cam để biểu là tất cả mọi cây đều trở thành cây cam hết đi. Không phải như vậy. Mà là bất kỳ, dù là cây cỏ hay là một cái thông to lớn, mà nó giác ngộ chính nó, thì đều là giác ngộ bình đẳng như nhau. Đó. Và cũng như thế này, không phải một cái ổi mà khi nào mà nó ra hết đầy trái rồi đó nó mới là giác ngộ, không phải vậy. Mà khi còn là cái hạt mà nó tròn vẹn rõ biết nó là nó giác ngộ. Khi nó lên mầm, nảy mầm mà nó tròn vẹn rõ biết mầm là giác ngộ. Khi nó ra hoa, nó tròn vẹn rõ biết hoa là giác ngộ. Tức là nó giác ngộ lúc nào cũng giác ngộ được cả. Chứ không phải là đợi đến khi mà có bao nhiêu trái lớn như thế nào mới gọi là giác ngộ. Đó là vì mình tưởng tượng như vậy, cho nên luôn luôn mình phải chờ đợi cho đến lúc mà mình phải lớn lên rồi phải ra hoa ra trái rồi mới giác ngộ.
Có người nói là mình phải có thần thông, mình phải có thiền định, mình phải có cái này cái kia mới giác ngộ. Thực đó là giác ngộ của những người đầy tham vọng, chứ không phải là giác ngộ người thấy sự hoàn hảo của Pháp. Mà sự hoàn hảo của Pháp đó là vô ngã, không phải là của mình. Mình chỉ thấy ra thôi, chứ phải không phải đó là của mình. Cho nên không phải bệnh gì cả, mà có thể là coi lại cái cách thực hành của mình. Có khi nhiều cái thực hành của mình nó chen cái ý chí vào nhiều quá, chen vào một cái quan niệm gì đó của mình nhiều quá, và nó đưa đến cái hậu quả là nó sẽ sinh ra một cái hiệu ứng của cái việc làm đó, cái thực hành đó. Mà trong khi đó mình chỉ cần đủ rộng lòng trong sáng để thấy Pháp vận hành thôi, cho mình không cần để đạt được cái bất kỳ cái gì cả. Dạ thưa thầy, cho con xin hỏi, con nhận thấy tâm con thường cảm thấy bất bình và sân giận với những tin tức về người phụ nữ bị chồng đối xử tệ bạc hay lăng nhăng, không yêu thương con cái của họ. Con tự ngẫm thì thấy đó cũng là chuyện không liên quan đến mình. Mình không thể thay đổi được hoàn cảnh đó, nhưng trong con vẫn phẫn nộ và khó chịu. Xin thầy chỉ dạy cho con nhìn thông suốt và chuyển hóa à. Con xin cảm ơn ạ. Cái hoàn cảnh của mỗi người đó, tại vì người ta không thấy ra thôi. Người ta không thấy ra cái sự vận hành hoàn hảo của Pháp. Cho nên đó, mà muốn hoàn hảo theo ý mình. Chứ còn á, cái người chồng như vậy, cái người vợ như vậy, có những mâu thuẫn như vậy là hoàn toàn chính xác. Là hoàn toàn chính xác. Và là bài học giác ngộ của họ. Nhưng họ lại không thấy ra. Lẽ ra qua đó là họ giác ngộ đó. Nhưng mà lại họ không thấy ra. Chứ còn cái sự vận hành đó là rất hoàn hảo. Không thể vận hành khác được. Con người như vậy thì nó sinh ra tình trạng như vậy. Nó có nhân duyên như vậy. Nó sẽ có cái mối quan hệ như vậy. Tất cả những cái đó đều là pháp như vậy, sinh như thị pháp. Pháp như thị, sinh như thị pháp. Pháp như thị, trụ như thị pháp. Tất cả đều là như thị cả. Nếu như người chồng hay là người vợ đều thấy mọi sự là như thì cái người đó sẽ học ra bài học đó với một tâm rộng lặng trong sáng. Đó là một trải nghiệm để xem thử cái người đó có đủ bình tĩnh sáng suốt, có đủ rộng lặng trong sáng hay không. Tác động đó nó sẽ đến hoài, cho đến khi nào mà tâm mình rộng lặng trong sáng thì lúc đó sẽ thấy tất cả mọi cái đó đều hoàn hảo. Khi tâm thanh tịnh thì thấy tất cả các pháp đều thanh tịnh. Cho nên thầy nhắc lại cái bốn cái mà người Ấn Độ người nào mình gặp trên đời đều là đáng gặp. Đó, hai người vợ chồng đó là đáng gặp hết trơn. Việc gì xảy ra trên đời đều là tất yếu xảy ra. Đó. Và việc nào xảy ra cũng đều đúng lúc. Tức là hoàn toàn là đúng, hoàn toàn là chính xác trong sự vận hành của Pháp. Nhưng mà tại đó, người đó lại không hiểu bài học của mình, giác ngộ của mình. Cũng như một em học sinh đi học, ra bài toán khó quá, nói trời ơi, đi học gì mà toán gì mà khó quá vậy. Chứ còn nếu em đó mà, hay quá, cho mình toán để mình học, thì tốt biết mấy. Nhưng mà thấy bài toán khó một cái là thôi, không muốn học, chống lại. Thì những cái bài toán trong cuộc đời nó như vậy là để xem thử là mình có đủ bình tĩnh sáng suốt để giải hay không. Đó. Nếu bình tĩnh sáng suốt thì sẽ giải được. Còn nếu mà không bình tĩnh sáng suốt là không thể giải được bài toán của mình.
Vì vậy cho nên á, từ ba cái điều đó mà đến cái điều thứ tư, đó là vậy thì pháp gì đến, điều gì đến thì đến, mà điều gì đi thì đi, cái gì đi thì đi, cái gì đến thì đến. Vậy thôi. Nhưng mình không chấp nhận cái đó là vì sao? Là bởi vì mình có một lý tưởng gì đó của mình, của riêng mình. Mình cho là chồng mình phải như vậy, vợ mình phải như vậy. Mà chính cái phải đó mới đưa đến đau khổ phiền não cho nhau. Chứ còn mình thấy là ở chồng là như vậy rồi chồng cũng thấy ở vợ là như vậy thôi. Khi người ta hiểu ra được cái bản chất của cuộc sống, nhưng mà điều đó không phải là quan trọng, mà điều đó là những thử thách của cuộc sống để xem mình thử có đủ bình tĩnh sáng suốt hay không. Đơn giản là vậy thôi. Thì cái chuyện là mình lo cái chuyện bình tĩnh sáng suốt, chứ không phải là lo là chồng mình phải làm sao cho như ý mình, không phải là muốn vợ mình làm sao cho như ý mình, và điều đó không thể nào có được. Dạ bạch thưa ông ạ, sư ông, con có một cái câu hỏi nó như thế này ạ. Là làm thế nào để truyền lại cho mọi người, khơi gợi cho mọi người cái bản chất tốt đẹp sẵn có ở trong bên trong con người. Thì cái đó trong suốt những cái bài giảng của thầy là thầy đã nói những chuyện đó. Tức là tất cả mọi thứ đều đã hoàn hảo, và trong mọi người đều có một cái Pavasara Chitta. Mà cái người thì nói là linh hồn, người thì nói là lương tâm, người thì nói là Phật tánh, người thì nói cái gì đó. Nhưng mà rõ ràng là hay là lão tự, à không tự thì nói là nhân chi sơ tánh bổn thiện chẳng hạn. Cái chữ nhân chi sơ đó thì nhiều người hiểu lầm là mới sinh ra, không phải là mới sinh ra, mà là nói là cái nguyên thủy của con người á, tức là cái bản chất của con người đó, cái bản chất của tâm địa con người đó là lương tâm, là lương tri. Đó, là Pavasara Chitta, là Phật tánh. Đó đại khái là vậy. Thì á, nhưng mà vô minh ái dục là gì? Vô minh ái dục là vì không nhận ra được cái lương tri đó, không nhận ra được cái lương tâm đó, không nhận ra được cái Phật tánh đó, cho nên á mới là cứ chạy theo đi tìm một cái lý tưởng theo ý mình. Ví dụ như người đói thì lý tưởng của họ là làm sao cho no đó. Người bị đàn áp thì muốn có quyền lực, đại khái là tức là do cái hoàn cảnh đó nó mới tạo ra những cái sai lầm trong cái đi tìm kiếm quyền lực, đi tìm kiếm hạnh phúc, đi tìm kiếm cái này cái kia đó, mà không biết rằng là thực ra trong bản chất á, nó đã là đầy đủ hết rồi. Một người đã nói được cái điều này, đó là Ngài Huệ Năng. Ngài nói là hà kỳ từ tánh bổn tờ cụ túc, tức là trong từ tánh của mọi người đó là nó đã đầy đủ hết rồi. Nhưng mà bởi vì do không thấy cái đầy đủ đó, do đó con người mới cứ chạy theo cái ảo vọng của mình. Nhưng mà lại đó cũng là một quy trình, đó là một quy trình kỳ diệu. Mà khi cái người giác ngộ, họ sẽ thấy rằng là cả cái ái dục mà đi tìm kiếm đó cũng là hoàn hảo luôn. Bởi vì sao? Bởi vì khi họ chưa thấy đó thì họ phải đi tìm cho đến một lúc nào đó thì họ sẽ thấy ra. Thành ra cái đó là cái điều kỳ diệu. Cho dù anh không thấy thì anh cũng phải thấy. Do đó mới thấy, chính vì cái chỗ đó mà Đức Phật thấy rồi. Ủa vậy thì mình đâu có gì để nói. Ngài giác ngộ rồi, Ngài nói ủa vậy mình đâu có gì để nói đâu. Tại vì nó đã hoàn hảo hết trơn rồi. Nhưng mà bây giờ đó, ông Sahampati ông thích đó, tức là sao? Tức là phải có cái lý do gì đó mình mới nói. Chứ không phải tự nhiên mình nói là không được. Mà bây giờ phải có lý do nào đó. Thì cái lý do đó chính là ông Sahampati ông đến ông thịnh.
Thì khi Đức Phật, khi Đức Ngài thấy đó, thì lúc đó Ngài sẽ thấy rằng là cái căn cơ trình độ người nào có thể nói để cho thấy được thì mới nói. Còn cái người kia chưa đó thì cứ để cho họ đi tìm. À, họ đi tìm mãi rồi cũng thể thấy thôi. Bởi vì á, chính cái chỗ đó là cái chỗ mà sự hoàn hảo của Pháp. Nói nếu mình nói theo đạo Thiên Chúa, đó là toàn năng, toàn tri, toàn thiền của Thượng Đế. Thật ra cái toàn tri, toàn năng, toàn thiền của Thượng Đế cũng chính là toàn tri, toàn năng, toàn thiền của bản tâm của mỗi người. Đó. Cho nên bên đạo Thiên Chúa người ta cũng nói là Thượng Đế ở khắp mọi nơi. Thượng Đế ở khắp mọi nơi tức là ở trong mình có Thượng Đế. Tức là cái tính toàn thiện, toàn năng, toàn tri đó nó có ở trong tất cả mọi người. Chứ không phải là một cái đặc cách cho một riêng ai. Có điều là cũng phải là trôi lăn, cũng phải va chạm, cũng phải đủ thứ rồi cuối cùng mới thấy ra. À, cũng giống như một cái viên ngọc, ở bên trong là một viên ngọc rất là quý, nhưng bên ngoài là bọc một cái lớp da, mình thấy là mình muốn quăng bỏ đi cho rồi, nhưng mà khi quăng cái thì nó lại rớt ra, cái nó bể cái vỏ ngoài đi, thì bên trong là một viên ngọc cực kỳ quý. Đó đại khái là vậy. Cho nên mới có cái bên mật tông mới nói là Om Mani Padme Hum, là ở trong mỗi người là có viên ngọc quý trong đó. Mà không phải là viên ngọc quý, không phải là viên ngọc quý ở bên trong, mà toàn bộ tánh tướng thể dùng của vạn pháp đều là hoàn hảo. Có điều người ta cũng thấy ra sự hoàn hảo đó, cho nên thầy mới nói là có hai sự hoàn hảo. Một là hoàn hảo của pháp như nó là, hai là mình hoàn hảo theo như mình muốn là. Nhưng mà mình muốn hoàn hảo theo ý mình, cho nên mình mới cứ trôi lăn để đi tìm đến một lúc nào đó, thì khi đó mới vỡ lẽ ra rằng là đi tìm chi cho mệt, mà mình vốn đã hoàn hảo rồi. Nhưng mà không đi tìm thì họ lại không thấy. Đó là một cái quy trình cũng hoàn hảo luôn. Cái quy trình mà vô minh ái dục cũng là một quy trình hoàn hảo luôn. Đó mới lạ. Dạ thưa sư ông, con xin sư ông soi sáng thêm cho con điều này à. Con nghe giảng là người tu tập chánh niệm khi biết trở về với thực tại sẽ thấy ra rất nhiều điều màu nhiệm của sự sống. Nhưng với con thì điều đó dường như chỉ trên lý thuyết, con chưa cảm nhận được. Thực tại con thấy rất bình thường, vẫn cảnh đó, những con người đó. Có lẽ vì thế mà tâm con rất ưa chạy nhảy lung tung, vì hiện tại đối với con nó đang khá là tẻ nhạt. Vậy con thực tập có gì sai và cần điều chỉnh không ạ? Cái sai đó, cái sai chính là giống như hồi nãy thầy nói đó, tức là không thấy. Thầy có nhận ra được một điều này. Thầy cũng hay chia sẻ cái điều này đó, là cái người tầm thường á thì luôn nghĩ tới cái phi thường và muốn mong đạt được cái phi thường. Còn người thực sự phi thường á là bởi vì họ thấy tất cả những cái bình thường đều phi thường. Tất cả mọi cái đi, cái đứng, cái ăn, cái uống, cái thở, cái gì, cái sợi lông, tất cả mọi cái đều là phi thường hết. Đó, chẳng... Nhưng mà khi người nhận ra được tất cả những cái đó phi thường á thì người đó không còn tìm kiếm nữa. Nhưng mà cái người cho rằng là cái này không tầm thường, cho nên mới là cứ nghĩ tới chuyện phi thường. Nhưng mà càng nghĩ tới chuyện phi thường để mà đạt được phi thường đó, thì lại càng là phiền não khổ đau. À, cho đến một lúc nào đó mới thấy ra rằng là, ví dụ như mình xem thường cái tay mình. Mình xem thường cái tay mình á, mình có cái tay mình làm được nhiều chuyện lắm, nhưng mình rất xem thường nó, mình đâu thấy nó là phi thường gì đâu. Nhưng mà bữa nào mà cái tay mà nó bị tê liệt đi coi thử coi, mình biết là
cái tay máu nó hoạt động được là cực kỳ phi thường luôn. Đó. Mình đi được là cực kỳ phi thường luôn, nhưng mà không chịu đi mà lại là muốn bay. Muốn bay rồi cho nên chết ra là thành chim rồi bay, rồi là có thần thông liền, thành chim rồi là có thần thông bay liền. Trong lúc đó đó, tại sao Đức Phật á nói là ngài Đức Phật có thần thông rồi đủ thứ hết, mà tại sao ngài đi bộ? Bởi vì ngài thấy đi bộ là tuyệt vời. Đi bộ là tuyệt vời luôn. Nha. Ngồi thở là tuyệt vời luôn, tất cả mọi cái đều tuyệt vời hết. Nhưng mà người ta cứ xem thường nó, chính vì xem thường nó và muốn đạt được một cái gia đình hạnh phúc nào đó, cho nên mới là chạy theo cái gia đình đó mà quên đi cái phi thường ở trong mọi chuyện rất bình thường. Cho nên cái từ mà nói là đạo khả đạo phi thường đạo thì á, thì thầy thấy là dịch tiếng Anh tiếng gì cũng đều là ví dụ như là eternal thao là thường đạo, nhưng mà không phải là eternal mà là bình thường, normal, chứ không phải là eternal gì hết trơn á, nó là normal, nó rất là bình thường. Còn nếu mà mình tạo ra một cái đạo phi thường nào đó thì đó không phải là đạo. Lão Tử nói vậy đó, nếu mình tạo ra một cái đạo gì mà phi thường đó là cái đó không phải đạo. Mà ai nhận ra được cái bình thường này đó thì người đó mới là đúng là đạo. Cho nên có vị thiền sư là nói là bình thường tâm thì đạo. Tâm bình thường là đạo. Vì trong cái tâm bình thường đó nó đã đầy đủ hết tất cả mọi yếu tố cao đẹp nhất. Mà chỉ có mình không thấy thôi, mình không sử dụng được thôi. Hôm đó thầy có người đến hỏi thiền. Thì thầy mới nói có cái quạt máy nằm bên đó, cái thầy nói qua tắt cái quạt máy dùng thầy ấy. Cái anh đó anh qua anh tắt cái quạt máy. Thì thầy nói là thì tắt quạt máy đó là thiền chứ còn gì nữa. Thầy mới nói đó, nếu mà trong đó có những yếu tố gì, khi mà đi quạt tắt quạt máy là có những yếu tố gì, là anh phải biết, anh phải thấy biết, anh phải quan sát, rồi anh phải chú tâm để xem thử là cái nút nằm ở đâu. Tức là tự nhiên những cái yếu tố đó, những cái yếu tố mà nó rất là vi diệu đó, nó xuất hiện để giúp mình làm được cái việc đó. Bây giờ giả sử như một người mà bị rối loạn hết trơn rồi á, là hết, không làm được. Cho nên tất cả những cái chuyện làm nhỏ nhặt như vậy là hoàn toàn vi diệu. Chứ không phải là tầm thường. Nhưng mà mình cứ xem đó là tầm thường cho nên mình chán. Mình chán nặng là bởi vì sao? Là mình cứ xem đó là tầm thường. Cho trên thực tế đó là nó là phi thường. Tất cả mọi cái bình thường đều là phi thường. Nên là thầy mới nói là cái người tầm thường á là luôn mong muốn điều phi thường. Nhưng mà những người thật sự phi thường á là thấy phi thường trong những chuyện bình thường. Đó. Hết giờ. Hết giờ. Có ai muốn hỏi gì nữa không? Dạ, thưa ông là có một cái nội dung như thế này mà từ lâu con đã đọc mà không hiểu gì hết. Nhưng mà bây giờ con thấy sư ông hay nói về tánh biết, cho nên sư ông cho con hỏi là cái câu nói này nó sai chỗ nào ạ? À? Là trong kinh có một người nói là theo như tôi hiểu thì pháp của Đức Thế Tôn thuyết giảng thì thức này dong ruổi, luân chuyển nhưng không đổi khác ạ. Và người này đã bị Đức Phật của rách, cho nên con muốn hỏi là cái này nó khác với tánh biết chỗ nào và nó sai chỗ nào ạ? Con xin hết câu hỏi ạ. Cái
Cái này là nó mang cái tính chất mà gọi là thường với là vô thường. Bây giờ thầy lấy một ví dụ. Bây giờ thầy lấy một ví dụ ha. Một hạt ổi nó gieo xuống rồi nó nảy mầm, rồi nó ra lá, rồi nó cứ vậy đó, rồi nó lên thành một cái cây thật là lớn. Vậy thì trong đó có cái gì là thường không? Rõ ràng là nó biến đổi đều là vô thường hết mà. Nhưng mà cái thường á, nó lại thường là bởi vì sao? Bởi vì nó vẫn là cái ổi. Chẳng phải là gieo hạt ổi xuống, cái nó lên cây cam. Nó lên cây cam 3-4 ngày, cái nó thành cái bưởi. Cái bưởi là 3-4 ngày, cái nó thành cái xoài. Như vậy là chỉ có vô thường thôi, chẳng có cái gì thường hết. Nhưng mà cái thường của cái ổi á, thì không có nghĩa là thường, nghĩa là không có biến đổi. Mà trong biến đổi không có nghĩa là không có thường. Cho nên người ta mới nói vô thường thì thường. Vô thường chính là thường á. Nếu như á, mà vô thường mà không thường á, thì vô thường sẽ trở nên vô nghĩa. Bởi vì nó có khi nó phải không vô thường. Chứ nếu mà nó cứ vô thường hoài đó, thì tức là nó thường rồi. Phải không? Vậy thì không có cái gì mà không có thường với vô thường. Nhưng mà cho rằng là thường tức là không có gì biến đổi là sai. Thường mà vẫn biến đổi. Đó. Mà vô thường mà vẫn là thường. Đó. Cho nên á, vô thường và thường là bất nhị, không phải là hai. Không phải là... Khi một người chấp vào một cái vô thường thì rơi vào nhị nguyên. Chấp vào cái thường là rơi vào nhị nguyên. Cho nên nói rằng là có một cái tâm rong ruổi nhưng mà nó luôn vẫn thường là sai. Nhưng mà nó là vô thường. Cái tâm thì thay đổi nó... Nhưng mà cái tánh biết thì nó vẫn là... Không phải là không thay đổi. Mà nó là thường. Chứ thường ở đây không phải, thường không có nghĩa là không thay đổi. Chứ thường ở đây đó có nghĩa là có sẵn. Cho nên gọi là quả. Quả là vậy đó. Mình nói đắc quả là gì? Không phải đắc quả là mình đắc được cái quả gì đó mà mình tạo ra, không phải vậy. Mà đắc quả tức là thấy ra được cái đã có sẵn. Cái nó đã là quả rồi. Cái chữ quả đó là như vậy. Thí dụ như mình thấy niết bàn thì không phải là đó là đắc, không phải là đắc quá, mà bởi vì niết bàn là nó có sẵn, mà bây giờ mình chỉ thấy ra thôi. Còn á, cái mình nói là niết bàn là thường là cũng sai, mà mình nói niết bàn là vô thường cũng là sai. Cho nên á, là khi mà Đức Phật Ngài nói sai đó là để cho người ta đừng chấp vào một cái nhị nguyên, tức là chấp vào một phía, gọi là biên kiến, chứ không phải là trong mọi sự mọi vật không có thường và vô thường. Cái đó là cái hiểu lầm cực kỳ lớn. Cho nên có cái tông phái thì cho rằng cái gì cũng thường, đó là sai. Mà có cái tông phái này cho rằng là vô thường, không có cái gì mà thường hết trơn á, nói tới thường là họ bác liền. Nhưng mà cái đó là sai. Nếu vậy đó thì lúc mới còn là một chúng sanh si mê lầm lạc á, thì Phật Thích Ca là người khác, sau này giác ngộ là một người khác. Có thể là Phật Thích Ca tu làm thiện nhưng mà lại đọa địa ngục là bởi vì người người khác. Sao được? Nó phải có một cái xuyên suốt, mà cái xuyên suốt đó không phải là thường mà cũng không phải là vô thường. Đó. Nhưng mà nếu mà nói là cái thuyết giả sử như thế này này, bây giờ thầy đừng nói là chuyện cái tâm hay là cái gì hết, mình chỉ nói nước thôi. Mình có một cái hồ nước, cái nắng hàn quá cái nó bốc bốc hết rồi,
Vậy mình nói nước mất, nhưng mà đâu có mất. Bây giờ nó thành hơi chứ đâu có mất. Nó biến thành hơi thôi. Nó biến thành hơi xong rồi á, cái nó lên bay lên trên cái tủ lại thành mây. Thành mây cái lên bầu cao cái nó gặp lạnh. Nó lại mưa xuống lại. Nó mưa xuống lại á, nó lại đầy cái hồ đó lại. Thì nó luân chuyển, nhưng mà thật ra là cái tánh nước vẫn không mất. Nhưng mà nói thường thì cũng không phải. Không phải thường, bởi vì nó cứ biến đổi hết trơn, làm sao là thường. Cho nên trong đó, đó nó phải có cái tướng thì nó biến đổi. Nhưng bản chất của nó đó thì vẫn là nước. Cho nên đó, trong này có 6 cái điều mà bản chất đó, là mình nói là nói vô thường cũng được, mà nói thường cũng được, nói gì cũng sai hết trơn á. Đó là đất, nước, lửa, gió, hư không và tánh biết. 6 cái này đó là không nói thể nói thường mà vô thường được. Một số yếu tố này nó hợp lại thì thành cái ổi, một số yếu tố kia thì làm thành cái cam, một số yếu tố khác thì nó thành con người, thành con chó gì đó chẳng hạn. Nhưng mà cái tính chất, cái khi bây giờ một người chết đi, cái xoài chết đi, cái đất nước lửa gió và hư không đó vẫn không mất. Nó có thể biến đổi đủ thứ hết. Có thể cái vũ trụ này nè, người ta chứng minh rằng là cái vũ trụ này nó thành trụ hoài không mà. Đến một lúc cả cái vũ trụ này nó cũng biến mất luôn. Nhưng mà biến mất không phải là mất hoàn toàn, mà cái tính chất đất, nước, lửa, gió, hư không và tánh biết vẫn còn đó, mà không biết là nó còn đâu, không biết ở đâu. Rồi thì cái sự vận hành qua bao nhiêu thời gian đó, nó là nhân duyên, nó là hợp lại. Cái tính chất đất, nước, lửa, gió hợp lại thành ra một cái vũ trụ khác, thành ra một cái thế giới khác. Cho nên nói với cái thuyết mà bảo toàn năng lượng, người ta thấy rằng là không có cái gì mất cả, cái gì cũng biến từ dạng này qua dạng khác, chứ không có là mất, không có mất đi hẳn, không có cái gì mất đi hẳn cả. Vậy thì trong vũ trụ này đó có cả thường và vô thường, nhưng mà anh chấp vào một phía nào đó thì gọi là biên kiến, tà kiến vậy thôi. Đừng nghe nói là thường kiến, cái là cho cái gì cũng là không có cái gì thường cả, là sai. Mà thấy cái gì cũng sinh diệt cả đó, bên mình nói là đoạn cũng sai, cho nên nó mới sinh ra đoạn kiến. Cho nên á, cái mà quân bình nhất là chỉ thấy pháp như nó đang là. Đơn giản là vậy thôi. Rồi hết giờ. Sao Mm-hmm.